Xin chào các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em một cái cách để có thể thay đổi cái tốc độ in cho cái máy in 3D này nhé. Thì thay đổi tốc độ in ấy, thì các bạn sẽ thay đổi ở trên cái điều khiển ở trên cái màn hình LCD này. Trước tiên là bạn sẽ vào cái phần con cho này. Đó, cái nút điều khiển đấy nhé, vào phần con cho này. Sau đó thì bạn vào Motion này. Position, sau đó và chọn vào cái Accept Radiation này. Đó. Ở trong đây thì có thể là nó mặc định là có thể là 1000. Ví dụ Accept này 1000 này. Cái này A Accept này cũng 1000. A Travel này cũng 1000. X Max này 1000 1000. Đó. Và Z này là 100. Đó. A Max Z là 100, A Max E là 10.000. Đó. Thì các bạn sẽ thay đổi lại cái thông số đó, của cái accent này nhé. Accent này là thành 1.000 thành 2.000 này. Đấy. A Richard này là 1.000 thành 3.000. A Travel này là 1.000 thành 2.000. Và A Max X là từ 1.000 thành 2.000. Đây là mình vào lại. Đó. X này, A Max X này, A Max Y này là từ 1.000 thành 2.000. Còn riêng cái A Max Z này thì để nguyên nhé. Là 100 và A Max E này 10.000 là chúng ta để nguyên. Sau khi làm xong thế này xong thì chúng ta sẽ vào cái phần chúng ta thoát ra ngoài này. Thoát ra ngoài thế thì ở trong cái thư mục của thằng con cho này nhé, vào cái mục con cho này. Chúng ta kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới thì nó có một cái store setting thì chúng ta bấm vào store setting một lần. Đó, để nó xóa các cái dữ liệu cũ đi. Đó. Xóa các cái dữ liệu cũ đi. Sau đó thì chúng ta lại kéo xuống dưới, chúng ta bấm vào Load Setting một lần để nó nạp cái dữ liệu mà chúng ta vừa thay đổi đấy vào trong máy. Nếu chúng ta không làm cái bước mà Store Setting và Load Setting này thì các cái thông số mà chúng ta đã thay đổi rồi đấy nó không tác dụng gì cả. Đó. Sau đó thì chúng ta bắt đầu bỏ ra in bình thường. Ok. Có thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969.